thằng chó, dám dụ nó đi khách sạn hả? Mày Dượng, tôi xin Dượng mà. Dượng về đi. Anh ra, dám trốn nhà, đi theo trai hả? Dạ không có. Để coi con đẩy mày như thế nào. Mày... Không lẽ là thằng Dượng điên của con anh nó làm vụ này? Nè, Thiên Ân đâu? Ai biết, cậu theo dõi tôi hả? Mắc mớ gì tôi phải theo dõi ông, điên hả? Ông là tỷ phú hay là hoa hậu mà phải theo dõi? Tại sao cô tới đây? Ủa, tôi tới đây tôi cũng cần phải thông báo cho ông biết luôn ông, cái nghĩa địa này là của ông hả? Cô ta có liên hệ gì với cậu? Cô nào nói rõ hơn tí được không? Cậu đừng có giả bộ được không? À, tôi giả bộ đó, tôi giả bộ đó, tôi cũng biết cái mộ này là mộ giả nữa. Cậu nói cái gì? Bình tĩnh đi, nó giỡn thôi mà nóng quá vậy. Thật ra tôi với lại cái cô đó đâu có liên quan gì với nhau đâu. Chẳng qua là có chút chuyện cần gặp để mà hỏi thăm vậy thôi. Cậu biết cô ta đang ở đâu không? Nói gì điên điên vậy ba? Tôi biết, tôi tới đây làm gì? Vậy có cách nào để tìm cô ta không? Câu nãy còn đi hơn câu nãy. Tôi có biết, cũng không có nói cho ông biết ha. Tôi tới đây là để làm công chuyện của tôi. Tôi kiếm Thụy Giang, chứ không có kiếm Thiên Ân giống ông. Mà tự nhiên gặp ông, cái ông hỏi nhiều quá, cái giờ tôi mất hứng quá, tôi về. Bà ơi, tính tiền cho con đi bà. Ờ, tính tiền hả? Rồi, tới ngay, tới ngay. Ồ, tính tiền hả con? Có tô bún mà không có nước gì hết trơn hả con? Ờ, 30 ngàn. Đó, con có tiền lẻ đó. Ờ, đúng rồi bà. 20 nữa con. Ờ, đủ rồi, cảm ơn con nha. Nè, tô bún mà nấu bự gì đó mà con ăn hết trơn hả? Ngon lắm hả con? Dạ. Ừ, con dễ thương quá à. Thôi bây giờ bà bớt con 5 ngàn, bà vô bà lấy tiền ha. Con dạ. Chờ bạn chút nha. Anh trả tiền cho em đi. Cái gì vậy? Trời ơi, nó chạy mất tiêu rồi. Vô vàng yêu thương và nỗi nhớ. Tách ra khỏi ai kia em không sợ, chỉ sợ lòng trống rãi với cô đơn. Cô đơn? Cô đơn vậy là của mình nó trong nhà. Tôi cảm thấy nỗi cô đơn của mình như được khoét sâu thêm. Và có một dục vọng với sự cô đơn nó lên, vung khắp núi rừng. Tôi muốn sự đau khổ vui sướng của tôi được hòa mình với vũ trụ. Tôi muốn tan ra. Ủa? Tan ra bởi vì tiếng kêu của